Rồi, ngày hôm nay là ngày Christmas Eve. Đây, hai mẹ con mặc đồ đỏ đen giống nhau không? Mẹ, cái này có ba mẹ với cái này có ông sư nha. Hôm nay cái bữa tiệc mà Christmas của gia đình đó là toàn là nhờ Hiếu hết luôn, Hiếu lo từ A tới Z luôn. Làm steak nè, làm măng tây nè, làm bún bánh nè, Hiếu làm đủ thứ luôn. Tại vì nguyên ngày hôm nay Hồng Long phải lo chạy đi mua quà, những cái món quà còn thiếu. Bữa giờ lo quay video cho quý vị khán giả xem cho nên busy quá. Cái bữa nay mới chạy đi mua quà cho nên Hiếu phải làm hết mọi việc luôn. Cảm ơn tí tí. Cái sừng của em với sừng này giống nhau vậy. Đẹp á, nhìn nó đẹp á, vậy mới đẹp á con. Chúc đội lên. Chúc ngoại đội. Chúc ngoại đội. Ok đó. Con đùa. Đây. Hiếu đang chuẩn bị beef steak. Á, hấp dẫn quá, hấp dẫn. Rồi, Hiếu làm món pasta hả? Alfredo hả tỷ? Alfredo pasta. Ờ, còn cái này tôm là dành riêng cho ông ngoại không ăn thịt bò. Mấy cái miếng này để mình lót ấy khăn bàn, dĩa, lót dĩa. Lót dĩa của Gia Linh. Với Gia Minh thì đặc biệt hơn mọi người chút xíu là hình ông già Noel. Còn đây là cái bánh Christmas Noel cake. Noel cake. Đó. Lộc với Lân đi mua một cái nữa, làm dư thêm một cái. Còn cái món này, món này thì Lộc mới vừa làm xong. Đây là mashed potato, là khoai tán. Trời ơi, đẹp quá à. Kinh tuyến nữa, quá à. Giờ quẹt xuống cái màu đỏ. Không muốn màu xanh. À, hai màu hả? Hai màu. Ồ, oh, còn đây quà, quà Noel đây. Quá trời luôn ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hình như 16, 17 vậy, 20 cái, cậu hả, 20 cái quà. Gì cơ? Ok rồi, thank you. Này mới hồi tối hôm qua, hôm kia gắn. Lò sưởi, lò sưởi Noel. Dạ Linh. Cái này là Hồng Loan nhí. Đâu, đâu, không phải con mà. Thì Hồng Loan nhí là con. Hồng... Con. Yeah, Hồng Loan baby. Mini Hồng Loan. Mini Hồng Loan. Còn nên không có gì mình về với sự đoàn đoàn. We are the cousin friends. Ok. Wow, đẹp quá. Rudolph. Rudolph, Rudolph hả? Con là gì? The Santa Girls. Yes. Okay, thank you Linh. Gia Linh design tóc cho Lộc luôn. Gia Linh là design tóc cho mọi mọi người trong nhà luôn.
Lộc Loan, Hiếu, ông bà ngoại luôn. Ồ, Linh làm cái gì vậy? Chỉnh cho ngoại hả? Wow, đi dài tóc cho ngoại luôn. Wow, đẹp quá. Đẹp không? Đẹp từ giờ của Linh đó nha. Bữa nay là ba trứng lo hết nha. Giờ vô chụp hình trước rồi ba. Wow, đẹp quá. Ba đứng ở đây nhà em đi. Rồi nha, một. Một. Một, hai, ba. Dạ không, đẹp lắm. Rồi, rồi, rồi. Rồi, không ok, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Hấp vô bụng nha. 1, 2, 3. Hấp bụng nha. Hấp bụng vô nha. Hấp vô bụng nha. Hấp vô bụng nha. Rồi, tới vô. Vô, 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 vô. Dạ, nhìn đây nha. Điện thoại nha. 8, 7. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. 5. Chị vậy? Chụp cho bà quá đẹp rồi. Rồi ngồi tắm đi. 4, 3, 2, 1. Wow. Ok. Ngồi đi, ngồi đi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chụp. Yeah, quá đẹp. Ông già Noel tới kìa. Wow. Già Noel tới. Già Noel kìa, quá hiền lắm. Râu đâu? Ông già Noel này tóc đen quá, không có bạc gì hết á. Bạc rồi mới nhuộm á. Ông già Noel. Ok. Đúng rồi, con quay nó đang ngại. Rồi lên lại cho anh Bảo, lo cho anh Bảo xem á. Wow, đẹp quá. Đẹp quá vậy. Rồi, có anh Bảo đâu, rồi Tư đâu. Trời ơi. Già Noel à. Quá trùng nha. Tưởng năm nay ông già Noel bị quan chi. Cái thùng này giữ đi UPS nè, bỏ nè. Đúng rồi, giờ đã giờ kiếm tấm khó nhảy xuống rồi. Lên, lên lại cho anh Bảo rồi Tư với Nga nữa. Lấy đồ cho Bảo xem. Rồi tắm nữa, tắm nữa em anh kiểu khác đi. Rồi. Chớp nha, coi đèn, chớp. Đèn chớp kìa. Rồi, nhanh nhanh nhanh. Rồi, tắm nha. Ok. Chọc lét nha. Đẹp quá. Rồi. Ok. Hồi ghép chặt nữa đi. Rồi. Quay mặt quá. 6. Rồi. Ok. Trời ơi, nó đứng cao hơn ông nội luôn rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Ok, thank you. Bữa nay là ông già Noel là lớn tuổi quá sợ Covid thì mình tự mua quà. Già Noel là lớn tuổi rồi sợ Covid đâu có dám đi tới nhà nào đâu. Thành ra giờ tự mua quà nhau hết. Không dám đi đâu hết.
cái không ngày ai tới mình mà mình cũng không dám tới ai cái nữa. Ngày bữa nay là Mỹ là kêu là Christmas mà Tây là kêu là Noel, Việt Nam mình gọi là nuôi em. Kêu bằng gì? Cái ngày kêu bằng gì? Nuôi em. Ngày nuôi em. Phải tốn tiền mua quà cho em. À, nuôi con nuôi cháu rồi công lao lớn lắm mà không bằng nuôi em. Nuôi em làm tiệc lớn quá. Hôm nay là cái ngày vui gia đình là tụ họp lại đây. Mặc dầu là có một cái mùa đại dịch ai cũng sợ, thành ra chỉ có gia đình mà đoàn tụ với nhau để vui cái ngày lễ Giáng sinh và đón cái năm mới. Sẵn dịp này thì gia đình của Bảo Quốc cũng xin kính chúc tất cả ông bà cô bác, mình nói theo bé Trứng nè, kính chúc ông bà cô bác, các bạn, các em, các cháu một mùa Giáng sinh thật là vui và chuẩn bị đón một cái năm mới thật là an lành, thật là mạnh khỏe đến với mọi người chúng ta. Vui vẻ nha. Merry Christmas. Happy New Year. Yes. Đúng rồi, Merry Christmas là phải Happy New Year luôn rồi, đúng rồi. Wow. Hấp dẫn quá vậy. Cái này là của riêng của ông ngoại nè. Wow, quá dữ luôn. Ok, rồi thôi vô ăn đi. Cái này cho Tư đi. Cái tiệm này sao mà ồn ào quá à? Cái tiệm nào mà phân chia ồn ào quá nha. Quan lạ ha. Không mở rồi, nó dặn lên thôi. Rồi ba. Ok. Yeah, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Cui không được uống. Cui rồi đẩy con cui đi ra nha. Không còn muốn gặp nó nha. Uống ly đó luôn. Rồi, luôn. Không còn muốn gặp mày nữa nha. Ok. Rồi, cầm rồi, ra, rồi, ok. Rồi. Rồi, cô nghe qua đi. Rồi, qua. Này, qua. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Gia đình đầy đủ là vui rồi. Cheers. Merry Christmas. Gia đình đầy đủ là vui rồi. Rồi uống rồi ăn. Rồi. Rồi tới. Vô. Có bụng rồi. Cắp này nè con. Mà ngon quá. À. Mustard nè nè, mustard nè. Mày ngon nhất. Ừ. Đã mát thôi đi coi cho bảo nha. Quá ngon. Ồ ồ. Cầm quá. Cái này lấy cái nai của đây. Miếng beef steak. Beef steak của Lộc, của Hiếu. Của Loan, của Linh, của Min, quê vô Christmas. Ok, đợi chút xíu nha, có cái kia nha. Cái đó là gì Linh? Dino Naki. Dino Naki. Rồi, xin mời. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Gia đình mình lúc nào cũng vậy mà cũng nhiêu đây, lúc nào cũng vui vẻ cũng nhiêu đây thôi, đủ rồi. Đủ rồi. Asparagus cho mẹ. Asparagus bơ tỏi đó nướng. Bạn bè thì có thêm, còn đây bơ gia đình là đủ rồi. Khúc gỗ Noel hả? Khúc cây. Làm đẹp ha. Việt Nam mình là bánh bông lan. Không, cái bánh này giống Việt Nam mình á, hồi xưa đó. Hồi xưa mình đó. Hồi xưa Việt Nam mình là. Dạ dạ. Trường Noel là mình mua bánh này không chứ bánh mình đâu. Hồi đó hình như con cũng rồi con nghĩ vậy, cái xong con chạy đi mua một cái và Hiếu chạy đi mua một cái, tổng cộng hai cái. Việt Nam mình là. Con mua cái ice cream.
Thôi đây, con nghe. Con nghe lấy hai khúc đi. Cho nên anh chụp hình hót, nhớ hót bụng nha. Nhớ hót bụng nha. Anh chụp đó, anh nhớ hồi đó ông Vinh vui vẻ, anh nhớ không? Anh chụp hình hót bụng vô. Cấp hót, hót mà chụp lâu anh mình nữa đó. Rồi còn khúc đó của tỷ phải không? Bánh ngon quá Lương ơi, rồi ăn bánh luôn. Khúc của tỷ nè. Bảo đâu. Ngon quá. Bây giờ coi cô nghe Hương Minh Giảng nha. Hai tay mình nắp hai tay nó ăn thôi chứ gì. Chụp nó xuống rồi. Hả? Chụp nó xuống thắng rồi. Tay giật nó xuống chưa kẹp tuyên bố thắng hả? Chuẩn bị tuyên bố thắng nè. Vậy rồi. Chưa vậy mất tiêu rồi. Ba đánh lộn nha. Ngoài hết lắm. Hai đứa nó đang đếm quà kìa. Không để vậy đi cho nó ngồi hộp. Chút chứ mở banh cho nó. Đúng rồi. Ừ mở cái rồi xong rồi mày. Con hãy tự xử. Thôi giờ lập đơn đi dùng đồng. Hãng đang mới lại đi mày chụp lại nè. 1, 2, 3. Trên bàn thì cũng có trang trí của Noel. Đây là của bé Trứng làm cái xe lửa. Xe lửa trong trường học dạy nè. How many presents? Can you count it? How many total? Rồi bây giờ kiếm quà của ai rồi rồi của ai con đọc tên đi rồi con đưa đi. Ok bây giờ để qua bên cho bé Trứng đi nè. Này Benji là của ông bà nội nè. Nè của Linh nè. Của Minh nè. Rồi, trời ơi quà đây đây thêm món quà của dì Hiếu nữa nè. Trời ơi dì Hiếu quà nhiều quá. Nhiều quà dì Hiếu vậy. Oh thank you. Hôm nay ấp làng, ấp làng tử ấp làng có món quà rồi. Nè con lại con đưa cho Hiếu quà của Hiếu nè. Đưa cho Hiếu. Này của Hiếu nè. Bà nội chiều. Ông nội chiều. Ok. Để nó quậy quá mình mở mất lên. Ăn quà chung hả? Ok, thank you. Dạ. Lên con này là của cô Nga với lại Tư mẹ này của Tư nè. Nè, lên đứa này cho bà ngoại nè. Mình đọc đi. Ok. Mình đọc đi. Nhiều quá vậy ta. Đó chữ tên ai? Mình quay đặng vậy. Mấy vợ à. Mấy vợ. Năm nay có quà con rể tặng nữa. Tặng thơm. Tặng thơm. Tặng một tháng trời suy nghĩ đó. Sợ lâm thơ tặng hả? Rồi bây giờ Minh với Linh mở trước đi. Money hả? Ôi mở nhỏ mà sao coi cái gì vậy? Chết đâu. Yeah. Bao nhiêu tiền? Wow, Roblox hả? Wow. Của Linh nữa hả? Linh cũng giống là xem hả? Wow, anh Bảo cũng có okay. Luôn kìa. Ồ, Bảo cũng có nữa hả? Yeah. Bé đào, vô luôn bé đào ơi. Trời. Nãy giờ đợi bé đào lâu bé đào lắm, nhỏ nó nôn quá. Vô đây nè Tám. Bảo, qua của bà ngoại ông bà nội đó. Tụi con mở xong tụi con mới xem tình chiều nha. Cảm ơn ông bà nội, cảm ơn ông bà nội. Cảm ơn ông bà nội. Rồi. Linh với Minh lại cảm ơn ông bà nội, ông bà ngoại kìa. Minh, Linh, say thank you ông bà ngoại. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bà nội. Ông bà nội hả? Ông bà nội. Ông bà nội.
Mua Roblox hả Minh? Hả? Is it not a Gucci? Yeah. It's just Gucci box. Gucci box? But inside, I don't think it's Gucci though. It's not Gucci inside. Mở ra có cái gì? Cái gì vậy? Thôi Linh nó không có thích này đâu. Cái gì vậy Linh? Wow. Cái gì vậy Linh? Linh muốn thích hả? Wow. Wow, Burberry kìa. Qua cảm ơn dì Hiếu tụi con. You have this? Just Gucci box. Wow. Ủa, bà mở của Úc Lân chưa? Chưa. Ủa chưa hả? Cùng má nó bận. Má nó bận. Mở đàng hoàng quá ha. Mở ra đi. Rồi, con mở đi. Ra bên đồ này, ra bên học đưa lên cho chú Lộc coi có đồ đẹp. Đấy rồi, đấy rồi. Rồi. Wow, áo đẹp kìa. Wow, Gia Minh. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Của Hiếu. Hiếu là always Burberry. Trời ơi, này nó hai đứa nó mặc áo này nó nổi hoa nổi. Yeah. Ba, nó cầm nó đưa ba kìa. Kìa trời ơi. Cô Minh. Cô Minh. Quay của bạn kìa đó. Wow. Wow. Giống của Minh hả? Minh với Linh đã xem tin Hiếu là always Burberry ha. Ừ, mình có Roblox nữa hả? Roblox. Roblox. Dạ. Nó quá cái áo gì bảo. Mở quà của. Bên đưa lên. Cái dài. Ồ, đẹp quá cho bảo. Áo đẹp không rồi ha. Úp lon. Ốc len. Ốc len bằng. Ốc len sầu dừa. What's that? Gì vậy Linh? Cái đó là cái gì? Của Minh á, quà của Minh tặng con. Minh tặng con á. Rồi. Wow, đẹp quá. Wow. Cái áo này ba mặc vừa đó Linh. Wow, con nghe cho nhiều quá vậy. Ô, oh, đẹp quá. Wow. So cute ha. Đẹp quá. All I want for Christmas now. Bể quá. Santa Claus đổi tên là Amazon Prime. Của đồ Amazon không à? Minh hả? Wow, đó coi Minh tặng gì đây. Chắc Baby Alive quá. Wow. Baby Alive. Yeah. Wow. A spa. Wow. Spa. Trời ơi, luôn con thì luôn. Nó đi làm móng tay nó về luôn con. Christmas gift. Đâu coi móng tay coi. Mở ra già. Christmas gift. Wow, đẹp quá. Mình thấy ra Linh làm móng tay không? Mốt nó mẹ dẫn đi làm đi. Nãy giờ nó chỉ cầm tròn cái thẻ. Mà mở quà ai scare hay làm sao? Tôi là... biết không phải đúng món, tôi thích rồi mới làm scare. Nữa Amazon Prime nữa hả? Amazon Prime nữa hả? Bởi vì... bữa nay không biết mà rễ nó tặng cái gì, tôi chờ. Wow, đã quá ta. And... where my present? Is it? Linh. Linh, coi cái gì cho mẹ ôm bé. Có gì vậy? Nó biết rồi. Thôi chứ mở ra lẹ đi, tới ông bà ngoại mở kìa, ông bà ngoại nôm kìa. Ok. Last and not least. Wow. Rồi. Linh. Ok rồi. Rồi nó ao ước cái phòng màu pink á, bây giờ đã có rồi nè. Fluffy hả? Con làm cái phần màu pink đi rồi ngoại qua ngoại ngủ nha Linh. Linh không ngủ ngoại qua ngoại ngủ nha. Nó không phải không.
Rồi đó, last one nè. Last big one. Last one này chắc khỏi cần mở rồi. Mày khỏi cần mở rồi, nha. Phải không? You know what is that rồi, phải không? Cái đó gì? Đã biết rồi. Phong nè, nhìn đây là gì? Biết là gì rồi phải không? Biết gì phải không? Ok, rồi tới bà mở nha. Lâu vậy? Tới bà ngoại mở nha. Ok rồi, để tối bà mở cho. Mở bây giờ mở ra không được, mở ra nó bung hết rồi. Ok nha. Ok. You know what is it? You know what is it? Ok. Rồi, vô quá mà tu má vợ phong con rể. Thôi là lo. Tu má vợ phong con rể rồi. Look at my skin, I'm so red. Why? You're pink. Uh-huh. Why con rác? Con không vui, không vui. Cái hộp gì cứng cứng quá, tặng cây vàng không? Thề để cho em để ra máy. Ok, thank you. Cái kiến có đèn. Cái kiến có đèn. Amazon Prime. Santa Claus tặng Amazon Prime. Đường mà sang cái này make up xấu quá, thật ra nó phải cho. Rồi, cảm ơn con. Amazon Prime. Rồi, ông ngoại mẫu à. Bà ngoại đi. Đây. Merry Christmas của ai đây? Cô không đấy, của bà Minh với Bảo đó, của Minh với Bảo. Ông bà ngoại, ông bà nội. Gia Minh. Ông bà nội mở quà của Minh nè. Có của Minh không? Đứa nào cũng ôm cái thẻ. Là tôi biết thì tôi mua thẻ, tôi tặng cho tụi nó. Mua thẻ mà không có dám mua nhiều, tại vì đâu có cho chơi game nhiều. Vậy là không dám cho chơi nhiều. Nó nhiều quá, nó xài phí lắm. Sắc đẹp cho bà ngoại, bà nội. Ok. Oh. Ok. Đấy, bóp nữa. Không mở đi. Bà ngoại, cho nên bé trứng. Bé trứng khác đi đây. Tôi để cho chăm sóc rất đẹp cho chăm sóc rất đẹp mà nói lại gì đây con rể gì con rể cho cái kiến con dâu thì cho mỹ phẩm cái gì đây ăn một cái gì kìa cho tôi nguyên một cái con béo 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 trời ơi ngoại thích béo lắm à. Ngoại thích cho béo. Ngoại thích con sư tử. Có tôi nha. Rồi, có ông ngoại. Có ông ngoại nha. Tôi. Cái này của Gia Linh mua hay ai mua vậy? Ai lựa vậy? Hả? Này của Gia Linh nè. Gia Linh tặng. Có tặng gì vậy Linh? Ngoại nói. Ngoại open rồi. Hả? Ngoại open rồi. À, ngoại open đầu ngoại biết rồi. Thì chú bà mở cho con. Ai có nữa thì nè. Ngoại không ngoại. Chắc là ông ngoại không có thơm hay sao nè. Chế dầu thơm mùi mới đó. Mùi này ra đang hot lắm mà. Ông ngoại làm hot boy nha. Hot quá, ông ngoại làm hot boy. Ông ngoại xài dầu thơm hao quá. Hao lắm. Bữa giờ Covid bị nhốt không có hao dầu thơm. Covid bị nhốt không có hao dầu thơm. Chứ đó xài dầu thơm hao lắm. Trời ơi, bụng trai xài con khá 2 tháng. Ờ, ba xài dầu thơm cũng. Ta có biết sao không? Ba nói ba ra đường, ta ôm ba ta hôn không à. Ba thúi quá nó kỳ. Khán giả rồi ai cũng lại ôm hôn quá. Ôi, đẹp mới. Mùi mới của ông ngoại. Mùi thơm lắm. Thơm ghê vậy? Thơm lắm. Đốc, ngoại làm đây. Ok. Thank you. Rồi, còn nữa không? Còn. Còn quà ông ngoại nữa mà. Quà của Minh Bảo tặng ông ngoại. Còn quà cho Bảo nha. Ok, lát bà hét cho con. Nè, cho Bảo lại mở cho ông ngoại nè. Ông nội nè. Bảo lại mở ra cho ông nội nè. Mở ra. Gì cho Bảo? Cho nội đi. Ông nội. Nguyên chiếc xe hả Bảo? Thôi hả Bảo? Thôi sao hả Bảo? Lên kéo cái này lên. Cái đó. Đó, bảo là
It's too heavy. Lên. No, no. Wow. Ông nói là lúc này chịu lắm. Bé Tám, bé Đào nữa. Happy birthday bé Đào. Happy birthday. Rồi giờ anh dựng cái máy vô đi rồi cho mấy bé lớn mở. Wow, cái này cũng Amazon Prime hả? Amazon không à. Anh cắt mẹ. Minh đưa ba giữ đi con. Thôi nè ba cất đi. Ba cất đi. Ba mới biết làm chứ con đâu biết làm. Nè. Để con nghe nó mặc cho con á. Đẹp quá hả? Cái áo đẹp quá. Đẹp quá. Nhưng mà cái đó quá cô gia lên với gia Minh là cùng ngựa mà mua hai con ngựa. Đẹp. Yeah. Bé Lo là quà, bé Lo mới lọc chung đó nha. Ủa, gì hả? Hay gì? Ồ, có dầu thơm hả? Dầu thơm là tặng chung hai đứa dành nhau sức hay là hai vợ chồng sức chung muội? Này để phòng. Để trong phòng. Cứ tưởng hai đứa dành nhau. Đây, quà sinh nhật của Úc Lan nè. Úc Lan đang mở quà sinh nhật. Mỹ gửi về miếng sô-cô-la đâu với mang cầm sao ngủ. Ủa sao hộp đâu cũng như hộp nấy vậy con nghe. Trời ơi cái hộp bự quá mà cái gói trong nhỏ rồi con nghe. Cái này mới dầu thơm đúng không? Cái này mới là dầu thơm nè. Chanel. Thank you con nghe. Thank you Tư. Rồi của mình đó. Cái thùng bự đâu? Thùng bự nãy đâu Tư? Thùng bự nãy Tư đem vô đâu? Ồ đây. Cái dầu thơm nữa quá. Ở nhà thối. Cái hộp bự lừa dối. Dầu thơm ra dán mà bằng keo bằng dán thùng quá. Mốt đi làm thì bối thôi. Nhà mày có con keo đó. Giá mà gắn cái bánh thùng mấy cái thùng bự á. Đừng nghe cái gì vậy? Cái màu chùi mặt không? Đúng rồi. Mặt dơ quá chùi mặt. Ô, giữ da. Đây là giếp hoa. Ồ, quá đã nha. Trời ơi, có tiền nữa hả? Lớn rồi còn cho tiền nữa. Cà giếp hoa. Cô nghe cho tiền rồi giúp con nữa. Sướng quá à. Ăn khá hơn năm ngoái hả? Không phải muốn mua gì cho giúp cha cho rồi. Bự thì bự cái gì mà sao biết gì chồng nhắm tiền. Có chừng nhỏ xíu nữa đó nha. Biết sao không? Tại cô nghe không có thùng nhỏ. Thùng nhỏ thì đóng gửi hàng đi đó. Thôi đến tập. Thôi đến tập. Cô nghe đóng thùng gửi đi đó. Không cô nghe. Chanel. Nó hả túi đó luôn à. Trời ơi, đã quá. Cái mùi này tôi sẽ đang xài nè.
Cho nên hôm nay tặng vô hộp hơi bị nhiều nha. Tôi lên xài cho. Của tôi mà cái gì? Ủa, cái dù lên này cả, mình nói giỡn cái thùng bự chai dù lên thiệt luôn nè. Trời ơi. Không, thôi thùng gửi quà, gửi đóng hàng đi gửi đó. Thì đó. Thùng bán hàng cho người ta đó. Birthday 8 nè, birthday 8. Rồi, happy birthday 8. Happy birthday 8. Hey to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday bé Đào. Bé Đào chết tên này. Lên con thấy lên chúc sinh nhật người ta chúc bé Đào quá trời. Ờ tao chúc bé Đào không à. Bé Hiếu gửi quà rồi hả? Dạ. Wow. Không. Đẹp quá vậy ta. Dễ chưa? Chuẩn bị đi thằng quay. Bây giờ Việt Nam mặc được nè. Bây giờ Việt Nam mặc được nè. Việt Nam là làm cái sức. Rồi Tư con Nga. Tư với con Nga với bà Tám mở kìa. Tư Nga với bà Tám mở. Tư Nga. Cái hộp cắt ra được con được mở. Thôi cái đó mày viết lên rồi bỏ đi. Viết lên. Biết bài của em. Thì sao không biết không phải của em? Có phải đấy. Màu tươi tắn nữa mới là của em hả? À, đặt liền nha. Robotic Calabari. Thank you. Đẹp quá. Dạ, cái áo này cô Nga mặc được cái ổn lắm mà. Nga thích rồi nha. Áo đen là cô Nga thích nha. Nga thích mà cái này áo nó rộng đó là con còn thích thôi. Mặc được. Đúng. Ở sợ, không thấy mập. Nãy gì kìa, ông ngoại hỏi gì kìa. Người ta còn nhỏ, người ta đâu có đóng thuế, người ta đâu có biết. Rồi, sao? How do you feel? The new chair? Sad. Hả? Sad. Are you sure? Because I'm happy. Wow, bà coi cây. When I go zoom, this is what I'm going to look like. Maybe. It's over here. Nice. Okay. Chứ con lay down. Nè, lên. Nè. Nè, thấy này không? Oh, mọi người. Mình, you want to have relax? Oh my god. Mental illness, relax. Relaxing? Relaxing, yeah. Okay, hôm ngày hôm nay chia sẻ với quý vị một số hình ảnh Noel của gia đình. Không có được đi ra ngoài, không có được party với bạn bè. Chỉ có gia đình thôi nhưng mà cũng rất là ấm cúng. Một lần nữa, Hồng Loan cùng với Bảo Lộc xin được thay lời của ba Bảo Quốc nè, mẹ Thủy nè, Hiếu nè, bé Trứng nè, toàn thể gia đình xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật là an lành và ấm áp cùng với gia đình. Nhiều niềm vui và mong rằng cái dịch Covid này nó sẽ qua nhanh để mọi người có thể gặp nhau gần gũi hơn, không có bị cách ngăn bởi một cái màn che mặt. Merry Christmas. Merry Christmas. Ủa mà nãy anh không thấy quà của anh nhỉ? Không thấy quà. Quà chung đó. Để cái phòng thơm rồi đốt đèn cầy lên đó. Dạ. Muốn cho gia đình của em á. Bye bye quý vị.